Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Duy Xuyên số tháng 5 năm 2024 phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Duy Xuyên. Duy Xuyên hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029, phát hiện con đường thiêng dẫn vào khu đền tháp Mỹ Sơn. Gần 500 vận động viên tham gia hội thao quốc phòng toàn dân huyện Duy Xuyên năm 2024. Trong chương trình có phóng sự, Duy Xuyên lan tỏa sâu rộng phong trào hiến đất mở đường. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa 15 vừa có buổi tiếp xúc với gần 450 cử tri các xã Duy Phước, Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng kiến nghị ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các tuyến đường và cầu giao thông đang xuống cấp, hư hỏng trên địa bàn như tuyến đường dẫn vào di tích lịch sử Hòn Tàu, cầu Câu Lâu Cũ, cầu Bà Ngân, quan tâm hỗ trợ chế độ đối với cựu thanh niên xung phong, xem xét việc tăng tuổi hưu và thay đổi trợ cấp cho người cao tuổi từ 75 tuổi thay vì 80 tuổi như hiện nay. Ở lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị quan tâm đến vấn đề sửa học đường, chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên, đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ cho các trường học trên địa bàn, đề xuất đưa môn bơi trở thành môn học bắt buộc trong giáo dục thể chất tại trường học. Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Duy Xuyên vừa đi khảo sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay tại các xã Duy Thu, Duy Tăng, Duy Hòa, Duy Phú, Duy Châu và Duy Trinh. Tại mỗi địa phương, đoàn khảo sát thực tế một số nội dung theo ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh như đường giao thông, kênh mương nội đồng, các trường học công nhận lại chủng vào năm 2024-2025, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ trong diện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, đoàn cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri do địa phương tổng hợp, xem xét để báo cáo cụ thể tại báo cáo giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới. Được biết, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân huyện Duy Xuyên sẽ khảo sát thực tế tại 14 xã thị trấn toàn huyện. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp, lộ trình ưu tiên giải quyết phù hợp với nguồn lực của huyện đối với các kiến nghị mang tính bức thiết trong cử tri và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 4 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống mặt trận và các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn đã đánh giá thực tế khách quan kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở từng địa phương, nhân sự được hiệp thương cử tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Bảo đảm đúng tiêu chuẩn, yêu cầu, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngồi đảng, tỷ lệ nữ, cá nhân tiêu biểu. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn của huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử 460 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thị trấn, hiệp thương cử 120 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 11. Có 11 trên 13 vị tái cử chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn vừa phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ học, phế tích kiến trúc đường dẫn ở phía đông khu Tháp Ca, khu du lịch Mỹ Sơn. Dự án khai quật khảo cổ đường dẫn phía đông khu Tháp Ca, khu di tích Mỹ Sơn được thực hiện khai quật, thăm dò từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 với tổng diện tích 220 m², diện tích thăm dò 20 m² và diện tích khai quật 200 m². Sau hơn một tháng triển khai, dự án đạt được những kết quả quan trọng với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật. Kết quả thăm dò khai quật đợt này khẳng định có một con đường dẫn bắt đầu từ Tháp Ca đi vào khu trung tâm đền tháp Mỹ Sơn ở thế kỷ 12. Con đường này kéo dài trên một khoảng không gian hơn 500 m, khởi đầu từ Tháp Ca hướng đến khu vực sân trước khu tháp F. Qua kết quả thăm dò, khai quật có thể xác định chắc chắn cấu trúc của con đường từ Tháp Ca đến khu suối cạn ở về phía đông, cách Tháp Ca khoảng 150 m,
Với kết quả nghiên cứu cập nhật trong đợt công tác này, có thể khẳng định đây là con đường thiêng, con đường dẫn thần linh, vua chúa và các tăng lữ Bà La Môn giáo đi vào không gian thiêng thánh địa Mỹ Sơn. Con đường này có nhiều chức năng, có thể là thần đạo, đường hoàng gia dành cho vua chúa và tăng lữ Chăm Pa đi vào Mỹ Sơn cúng tế. Kết quả thăm dò khai quật khảo cổ ở khu vực quanh tháp Ca đã làm phát lộ những vết tích của những công trình kiến trúc chưa từng biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích từ trước đến nay. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội thao quốc phòng toàn dân năm 2024. Tham gia hội thao lần này có gần 500 vận động viên ở ba khối dân quân, công an và thanh niên tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi đấu bao gồm bắn súng AK nam nữ, ném lựu đạn xa trúng hướng nam nữ, bơi vũ trang nam nữ, co tay xà đơn bật xa tại chỗ, chạy 100m nam nữ, nhảy xa nam nữ, chạy vũ trang 1500m nữ, 3000m nam và chạy việt giã nam nữ. Theo đánh giá, công tác chuẩn bị hội thao được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các đơn vị, từng thành viên được phân công đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Các xã thị trấn có sự quan tâm đầu tư, tập trung huấn luyện, nâng cao lực lượng dân quân tham gia thi đấu tích cực. Nhiều vận động viên thể hiện tinh thần thi đấu trách nhiệm, quyết tâm cao. Kết quả chung cuộc ở khối dân quân, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Di Vinh, giải nhì toàn đoàn cho thị trấn Đông Phước và xã Di Phú đạt giải ba toàn đoàn. Ở khối lực lượng công an, đơn vị xã Di Hải đạt giải nhất toàn đoàn, thị trấn Đông Phước đạt giải nhì và giải ba thuộc về xã Di Phú. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao ở khối thanh niên. Hội Nông dân và Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình huyện Duy Xuyên vừa tổ chức giải bóng chuyền bông lúa vàng năm 2024. Giải bóng chuyền lần này có sự tham gia của gần 160 vận động viên đến từ 14 đội bóng thuộc Hội Nông dân các xã thị trấn trong huyện. Thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội xuất sắc vào thi đấu bán kết và chung kết. Trải qua 25 trận đấu sôi nổi hấp dẫn và đầy kịch tính, với tinh thần thể thao đoàn kết cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều đường bóng hay, pha bóng đẹp, mãn nhãn. Kết quả, đội bóng chuyền nam xã Duy Phước xuất sắc giành giải nhất và cấp vô địch. Đội bóng chuyền nam xã Duy Hòa đạt giải nhì, hay đội bóng chuyền thị trấn Nam Phước và xã Duy Châu đồng hạng ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất cho vận động viên Nguyễn Văn Hiệp xã Duy Hòa và vận động viên thi đấu xuất sắc nhất cho vận động viên Võ Trần Anh Tuấn xã Duy Phước. Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, cùng với cả tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Duy Xuyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đoàn huyện cơ bản được bảo đảm. Theo đó, công an huyện Duy Xuyên đã tổ chức trực 100% quân số, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên sóng truyền thanh các xã thị trấn và lưu động bằng xe trong các khung giờ cao điểm trên các tuyến đường chính. Theo tổng hợp, trong 5 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông công an huyện đã tổ chức 14 ca tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với 117 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện lập biên bản hơn 61 trường hợp vi phạm, ước tính tiền phạt hơn 208 triệu đồng, tạm giữ 36 phương tiện mô tô, trong đó có 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 16 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp chở quá khổ, quá tải, 26 trường hợp vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và 17 trường hợp vi phạm khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, chính quyền huyện Duy Xuyên ưu tiên huy động tối đa nguồn lực và tinh thần đồng thuận trong nhân dân thực hiện hóa mục tiêu này. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong 10 năm qua, người dân huyện Duy Xuyên đã đóng góp hàng vạn ngày công lao động, tự nguyện hiến hơn 335.000 mét vuông đất và tự tháo dỡ hơn 7.600 vật kiến trúc để nâng cấp mở rộng đường giao thông, kết nối liên vùng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại. Tại khối phố Xuyên Tây thị trấn Nam Phước, những ngày qua, người dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất ở, đất vườn, đất sản xuất để góp phần thực hiện chủ trương mở rộng và nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Sự hỗ trợ của nhà nước thì nhân dân cùng với nhà nước cùng làm thì trong cái thời gian vừa qua thì chỗ khối phố Xuyên Tây cùng với bà con nhân dân vận động đã hiến được hàng ngàn mét vuông vừa đất vườn, nhà ở và đất nông nghiệp
để thực hiện chế hóa nông thôn, đường giao thông nông thôn. Thì cái này là một cái chủ trương rất là đúng đắn nhằm phục vụ để toàn thể bà con nhân dân trong cái việc đi lại. Tại khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, để mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông, phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Nam Phước đạt đô thị loại 3. Chính quyền địa phương vận động bà con ở những nơi có các tuyến đường đi qua, tự nguyện hiến đất đai, vật kiến trúc và được bà con thống nhất cao. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn có 5 tuyến đường cần nâng cấp mở rộng thì đã có 4 tuyến đường xây dựng xong. Tuyến đường còn lại đang tiếp tục được bà con tháo dỡ tường rào cổng ngõ để thi công. Hoàn thành có nhiều kế hoạch giao thông nông thôn. Thứ nhất là có nhiều thì phấn đấu có nhiều để cho có gì trắng được lên đô thị đồ bóng trăng sắp dần sắp đấy. Trong những năm qua, huyện Duy Xuyên đã thực hiện tốt chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong phát triển giao thông. Trong đó, đường giao thông nông thôn rộng 3,5 mét sẽ được nhà nước hỗ trợ kinh phí, người dân góp đất đai, tự tháo dỡ và kiến trúc để mở lên thành 5m5, đường rộng 7m5, mở rộng lên 11m5 tại thị trấn Nam Phước. Tốc độ đô thị phát triển nhanh đã kéo theo giá đất tăng cao. Tuy nhiên, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân địa phương đã góp đất đai, tường rào cổng ngõ và kiến trúc để nâng cấp tất cả các tuyến đường. Tinh thần là nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước thì đầu tư tiền, kinh phí để thực hiện cái tuyến đường, còn bà con nhân dân thì hiến đất, tường rào, cổng ngõ hoặc kiến trúc để thực hiện cái việc nâng cấp mở rộng tất cả các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nam Phước. Thì với tinh thần đó thì ủy ban dân trấn Nam Phước đã triển khai họp dân và bà con nhân dân rất chi là đồng tình hưởng ứng để thực hiện cái việc hiến đất mở đường để phát triển đô thị thị trấn Nam Phước. Để thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông nông thôn, Hội đồng Nhân dân huyện Duy Xuyên ban hành nghị quyết số 14 về việc nâng cấp sửa chữa và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn và giao thông trong đô thị trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025. Theo đó, ngoài nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh, huyện Duy Xuyên hỗ trợ 60%, nhân dân đóng góp 40% kinh phí và tự nguyện hiến đất đai và kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những cái tuyến đường mà để hót thì là mặt cát theo quy hoạch là từ 11 đến 13 mét nam, và đấu những cái tuyến đường ngõ xóm thì tối thiểu là phải 5 mét nam để mà tính tới chuyện là về lâu giờ. Sau này khi mà đã mở đường xong thì bà con có thể là xây dựng tường rào cổng ngõ, và ủy ban huyện cũng đã giao cho các cái đơn vị khi mà lập các cái dự toán mà có cái công trình mà nhân dân hiến đất mở đường thì nhà nước sẽ bỏ cái kinh phí để đo đọt là thửa đất cho bà con theo đúng như hiện trạng đang thực hiện. Sự chung sức đồng lòng của người dân trong đóng góp ngày công lao động, nhất là hiến tặng đất đai và kiến trúc, là yếu tố hàng đầu để Duy Xuyên thực hiện mục tiêu kết nối xuyên suốt từ vùng đồng bằng ven biển đến vùng phía Tây với các di sản văn hóa, kết nối các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung với các cụm công nghiệp, vùng kinh tế động lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình Duy Xuyên số tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt.